Xin chào mọi người, giới thiệu với mọi người một cặp lục bình sứ Bát Tràng, mẫu chế tác hình ảnh là liên hoa cát tường hay gọi là hoa sen nhé. Cái dòng này thì thuộc dòng sứ trắng men khư, họa tiết màu xanh lam. Loại sứ đẹp nhé. Cái sứ trắng hàng men khử thì nhìn chúng ta nhìn vào cái phần nền nó trắng như đá ấy, nó sạch sẽ, nó bóng, nó sâu, nó không phải là trắng đục nhé, trắng này là trắng trong. Cái men này của nó là men bóng này. Cái màu sắc và cái độ bóng của sản phẩm này nó sẽ là bền mãi mãi với thời gian nhé. Không sợ phai mờ, xuống màu trong quá trình sử dụng. Và cặp này hiện tại là cao là 62 và đường kính mụn là 38. Giá là 12 triệu một cặp, cái giá này thì có thể sẽ thay đổi theo thời gian. Trên nắp thì cũng được chế tác hình ảnh là hoa sen này. Vẽ tay mọi người nhé, vẽ tay. Họa tiết ở trong men. Sờ lên trên cái sản phẩm này thì như là chúng ta sờ lên trên kính như thế nào thì sờ lên sản phẩm nó y như vậy nhé. Đây là bên trong này. Trắng nhiều viên đá đập ra là chúng ta nhìn thấy màu trắng như vậy. Độ dày của vỏ này. Độ dày của vỏ là 0,6 cm. 0,6 cm. Đây là dưới đáy này. Trắng như đá nhá. Đây là trong lòng này, trong lòng phủ men hết rồi. À, tất cả những sản phẩm như thế này chúng tôi đều giao tận nơi toàn quốc nhé. Nhận hàng kiểm tra đúng mẫu nguyên vẹn, không xứt mẻ thì mọi người mới nhận hàng. Thế nên là mọi người yên tâm về chất lượng sản phẩm, không sợ quảng cáo một kiểu mà bán sản phẩm một kiểu. Và cũng có rất nhiều khách hàng ở xa, ví dụ như là muốn sở hữu những cái cặp chóe như thế này để trưng bày. Nhưng mà sợ cái vấn đề là chuyển đi xa nó sẽ vỡ hay là bị hỏng thì riêng vấn đề này mọi người yên tâm nhé, mở hàng ra được kiểm tra phải không xứt mẻ gì thì mọi người mới nhận hàng. Nó bóng lắm, sờ lên đây cực kỳ bóng. Mình sẽ quay xung quanh nhé. Đây được gọi là mặt sau này, mặt sau thì được vẽ ít cảnh hơn nhé, mặt sau thì được vẽ ít cảnh hơn. Sẽ quay cận hơn vào cho mọi người nhìn cái nét vẽ ở trên cái bình này. Vẽ tay thì chúng ta nhìn cái nét vẽ nhé, nét vẽ mềm. Đối với dòng khử này, dòng khử này nói về chất khứ sứ ấy, thì cái dòng sử chất khứ thì có thể các đơn vị nó sẽ giống nhau, nhưng mà nó sẽ khác nhau nhiều về cái họa tiết vẽ ở trên bình, khác nhau nhiều về họa tiết vẽ ở trên bình nhé. Có những sản phẩm ví dụ mà vẽ với cái nét vẽ nó cầu kỳ hơn thì có thể cái giá của nó sẽ cao hơn. Đấy, chứ không phải là cùng một kích thước này mà nó sẽ có một cái mức giá cố định về các cái loại nó giống nhau, ví dụ như là cùng là sen. Thế nên là để biết chính xác được, mọi người vui lòng là chụp ảnh lại cái mẫu sản phẩm nó gửi qua Zalo, số điện thoại đã được gắn ở bên trên video để chúng tôi biết chính xác mọi người đang quan tâm đến mẫu nào. Còn nếu như chỉ gọi điện xong rồi mà hỏi mẫu tên sản phẩm thì rất khó để báo giá, có khi lại báo giá đúng cái sản phẩm mọi người không thích, nên là mọi người lưu ý về cái vấn đề này nhé. Mọi người liên hệ chúng tôi sẽ gửi mẫu cho mọi người tham khảo. Mọi người cũng có thể xem thêm nhiều video khác ở trên kênh, mình đã làm rất nhiều video chi tiết rồi, mọi người lên trên kênh tham khảo. Mọi người hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi kênh của mình, liên tục cập nhật những cái sản phẩm mới nhất lên bên trên kênh để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng và ngắm nhìn được những cái sản phẩm gốm của Bát Tràng nhé. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này. Giờ mình xin phép quay cận hơn nữa vào chúng ta nhìn này. Đấy, nét vẽ đây. Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh. Mọi người có thể xem video trực tiếp. Mình làm rất nhiều những cái video chi tiết về những cái sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng và liên tục cập nhật lên trên kênh rất nhiều những cái sản phẩm mới nhất. Mọi người có thể lên trên kênh tham khảo. Hiện giờ thì mình đang làm hai kênh. Kênh đầu tiên là kênh gốm sứ Bát Tràng. Ở trên kênh gốm sứ Bát Tràng thì có rất nhiều những cái sản phẩm
thuộc cái dòng sản phẩm của bát tràng, như là ví dụ gồm bát, đĩa, ấm, chén, đồ thờ, bình phong thủy, chum, vại. Nói chung là tất cả những cái sản phẩm gì của bát tràng mình sẽ đưa lên trên kênh gốm sứ Bát Tràng, mọi người có thể lên trên kênh đó và tham khảo. Và một kênh thứ hai nữa là kênh vật phẩm phong thủy. Thì trên kênh vật phẩm phong thủy thì mình sẽ chỉ đăng lên những cái sản phẩm như là bình phong thủy, tượng và những cái món đồ phong thủy để chúng ta trưng bày. Nếu như mọi người mà muốn xem những cái vật phẩm mà chuyên về phong thủy thì mọi người có thể lên trên kênh vật phẩm phong thủy. Cái đường link của hai kênh này thì mình sẽ để ở cái mục bình luận và mô tả của video. Mọi người có thể lên trên kênh, bấm vào cái đường link đó để lên trên kênh để tham khảo những cái mẫu mới nhất của Bát Tràng hiện tại. Bởi vì không phải ai cũng có thời gian hay là điều kiện để chúng ta có thể đến tận nơi xem sản phẩm thực tế được. Chính vì vậy mình làm những cái video này với mục đích là chia sẻ với mọi người hiểu hơn nữa về sản phẩm và cũng như là biết thêm những cái sản phẩm gốm sứ được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Đó, cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào.